Tiếp tục hôm nay mình chia sẻ các bạn nha các bạn. Đây chiếc máy Word 105G mẫu mới nha các bạn, đang chuẩn bị vào trên Văn Thành nha các bạn, cũng gần gần tới An Giang luôn rồi. Giờ hiện tại đang trên xe ha, dòng mới ra các bạn ơi, chạy còn ở trên xe nè. Bên Sóc Trăng qua nha các bạn. Rồi đang chuẩn bị chỉ mới cắt xuống nha các bạn. Dời bến ha. Giờ đang ủi chẹt vô ha. Rồi chẹt này thấy cũng dài quá nè. Con 70 các bạn ơi. Đi xe 70 ha. Ôi, máy kéo đang xuống theo sau luôn nha các bạn. Đi xe 70 vừa lút ha.
sửa lại các bạn ơi, xuống nó không ngay kẹt, nó hơi bị nghiêng bên này. Rồi bắt đầu chuyển đi nha các bạn ơi. Bên đây cũng một chiếc luôn. Rồi tháo cái mùi nó thấp xuống rồi các bạn, nó dễ chui qua cây cầu ha. Thấy hạ xuống thấy im không các bạn? Gọn quá trời luôn ha. Rồi mình qua khỏi cây cầu bắt đầu mình kéo lên thôi. Vậy để che nắng che mưa. Rồi bắt đầu ủi các bạn. Cơ sở hàng tiện Mỹ Đỉnh 2, tiện Mỹ Đỉnh 1 các bạn, có số điện thoại ha. 0914251290. Là cơ sở đóng chẹt đó nha các bạn. Ồ, chị gái cầm bánh lái luôn ha. Ghê vậy. Cầu này thì cao các bạn ơi, dễ qua thôi.